Trời ơi là trời, thời buổi nào rồi mà còn dùng dầu tẩy trang nữa. Hà ơi là Hà, tẩy trang gì mà dịu nhẹ làm sạch sâu không chứ còn. Xài lần này rồi mê rồi sao dám đổ qua dạng khác nữa. Trời ơi, nhiều khi bất mãn dễ sợ luôn á. Chưa hết nha, lớp dầu còn giảm sự ma sát trên bề mặt da nữa, mà còn cấp ẩm cho da. Bởi vậy da khô da nhạy cảm nghe cái sợ liền, mà sợ bu hoài hoài á. Tin Vi đi, dùng hoài mà không chịu bỏ như Hòa thì da sẽ bị như vậy nè. Da quá trắng, mụn mọc không nổi, căng bóng như em bé. Thua. Bởi vậy bây giờ đừng có ai xài dầu tẩy trang nữa nha các bạn. Mình là mình phải xài tẩy trang dạng